bởi vì em không thích ca nhạc, nhưng mà em chấm cái là cười đểu. Cười quá đểu, cười đểu mà em thấy gian gian. Và bây giờ xin mời quý vị cùng tiếp tục gặp gỡ một cặp vợ chồng nữa để xem họ mang đến đây câu chuyện thú vị gì đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai bạn. Dạ vâng. Em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận cũng như toàn thể khán giả xem chương trình. Em tên là Ngô Đình Du, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh. Thế còn em? Dạ, xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Hồng Hạnh, em 25 tuổi, em đến từ Gia Lai. Gia Lai? Dạ. Hai em là cưới nhau bao lâu rồi? Tụi em cưới nhau được 6 tháng rồi. À, mới đây thôi đúng dạ, không? Vâng. Dạ. Mới yêu nhau bao lâu? Yêu nhau được bao lâu nữa? Dạ, yêu nhau đến giờ thì nó được hơn 1 năm rồi. Yêu nhau 1 năm đúng không? Dạ, vậy tụi em quen nhau như thế nào? Dạ, thực ra thì là em là người làm trước trong công ty, vợ em là người vào sau và làm chung team với em. Lúc đó thì vào thì vợ em cũng là người khá đặc biệt, bởi vì team em lúc đó là có 7 người con trai, chỉ có duy nhất là vợ em là con gái. Chỉ có một bóng hồng thôi. Dạ vâng, dạ. Có con một thư ký nữa nhưng mà không có trong team. Có con thư ký nhưng mà ít cho thân cô thư ký hơn. À. Dạ vâng. Dạ. Lúc đó là em vô một cái team này toàn là đàn ông không? Bởi vì anh này có phải là cái nhân vật mà em ấn tượng nhất không? Dạ cũng có ấn tượng, bởi vì thứ nhất là về cái nụ cười. Chắc anh đẹp trai nhất trong. Đẹp trai thì em không chấm, bởi vì em không có thích trai đẹp. Nhưng mà em chấm cái là cười đểu. Cười đểu. Quá đểu. Cười đểu quá. Cái mặt cười tươi mà. Không, cười đểu mà em thấy gian gian. Dạ. Cái ấn tượng của em là về cái nụ cười đểu của anh. Dạ. Còn em ấn tượng về cô này. Dạ em ấn tượng thì là thứ nhất là về cái cá tính khi vợ em bước vào trong cái team của bên em. Với lại là một cái tên khá là đặc biệt, đó là Hạnh Sino. Kèm với một cái hình xăm nữa thì tụi con trai lại bảo là có một người vào chung team nữa, xăm mình nữa, nhìn cũng cá tính. Em thì em lại thích những người mẫu phụ nữ cá tính hơi lì lợm xíu, thấy cũng bụi bụi, hay hay. Nói suy cho cùng là hai em đều có những cái ấn tượng đẹp. Tốt. Vâng, ấn tượng dạ, dạ. Tốt về nhau. Dạ vâng, dạ. Cho nên cái chuyện mà ấn tượng cười đẻo là tốt hả? Em thích hả? Em cái thích cười đẻo mà. Thích cười đẻo. Cười đẻo. Nào mà ghét cái độ cười đẻo mà làm. Dạ quá, hai chồng ngộ quá. Rồi đến với nhau sao? Tụi em làm chung với nhau thì hay đá banh, đá bóng chung. Tại vì tụi em bảy team, bảy thằng thì hay tổ chức đá banh chung lắm. Cũng thấy đặc biệt là vợ em cũng là người đá banh. Mà đá banh lại giỏi hơn những một số anh em trong cái team của em hiện tại. Bởi vì công ty em á, thường xuyên có những cái cuộc mà đá banh giao lưu cuối tuần. Là em vô đá luôn. Thì em dạ là người là thứ nhất là đi phụ họa trước về nước non thôi. Nhưng mà có một lần á là thiếu người. Mà em thì trước đây là em có cũng trong cái đội bóng chuyền với đá banh của trường. Nên thôi thì mình vui vẻ với anh em luôn. Dân xeo mà đâu có sợ, không có ngại. Em ra em đá luôn. Thì nói chung cũng được ghi bàn. Thì mấy anh này cũng khoái. Trong đó có em. Dạ đó, em kiến tạo vợ em ghi bàn. Vui. Nói chung là tình yêu nó bắt đầu từ cái banh. Dạ vâng, dạ. Bắt đầu từ sân cỏ. Dạ. Nhưng mà lúc tụi em mà chính thức yêu nhau vậy, cái team của em có ủng hộ không? Khi mà tụi em công bố tình cảm ra thì team của em là bất ngờ trước. Tại vì họ không nghĩ là em với vợ em âm thầm tìm hiểu với nhau. Tại vì trên phương diện công việc hay đi chơi, tụi em vẫn bình thường. Sao mà lúc công khai cái mọi người vỡ òa ra? Dạ. Không, lúc đến lúc công khai bọn bạn em nó cũng chưa biết. Tại vì hôm đó là sinh nhật vợ em là ngày 8 tháng 11. Hôm đó em đi sớm em mua bó hoa hồng to lắm. Em ghi là hội những thằng thích Sino thân tặng. Không ngờ tối về em thấy là vợ em ghi status là từ nay quan tâm thêm cho một tay lái nữa. Là biết là cô ấy có tình cảm mình. Lúc là em mạnh dạn hơn. Dạ. Ai là cái người tỏ tình? Dạ em. Chồng em chứ. Tỏ tình. Tỏ tình hôm đó là có những hộp xoàn không? Hay là những cỏ? Dạ. Hay là hoa? Hay là bánh kem? Anh dạ, này tỏ tình thì khác những anh khác. Nó khác thì là sao? Chồng em gọi cho ba. Ba cho con lấy cái cô này làm vợ. Ba nghe điện thoại thử coi thử được không. Thì là ảnh mới chuyển điện thoại trực tiếp qua cho em. Trời đó. Thì em cũng dạng luôn. Cái đó là cầu hôn hay là tỏ? Dạ, dạ thì nói chung là coi như là màn cầu hôn luôn. Cầu hôn qua điện thoại. Mượn phụ huynh. Qua điện thoại mà nhờ trợ giúp là phụ huynh. Dạ. Rồi sao? Xong thì trước đó thì em cũng có tìm hiểu rồi. Và em biết cái hoàn cảnh ở gia đình ảnh á. Thì hiện tại lúc đó là đang mùa mưa nữa. Thì em cũng hỏi thăm ba mẹ ảnh luôn. Thì ba mẹ ảnh sau khi kết thúc cuộc nói chuyện á, ba thấy cũng được. Dạ. Thì cái đó là bắt đầu từ đó tụi em quen thân hơn. Nhau có nghĩa là sao ngộ vậy ta, đang họp để nói ba nói chuyện với vợ là sao trời? Không, lúc nói chung là cái hôm đó là ngoài quê em có thiên tai. Ngoài miền Trung em mùa đó mùa mưa. Và cầu sập.
thì gọi về cho gia đình nói chuyện. Lúc đó mình thấy là gia đình nói chung cũng thương mình nhiều, cũng muốn để có vợ. Cái thì đang nói chuyện với ba về công việc thì cô này ra hỏi có chuyện gì vậy cậu, lúc là còn xưng cậu với tớ. Bảo cái nói chuyện với ba theo cô, ba coi được không, con cưới luôn cho rồi. Đó là đưa điện thoại nói chuyện luôn. Lạ chứ bộ. Dạ. Nhà phụ huynh cầu hôn. Dạ. Rồi coi như là sau đó thì về ra mắt nhà chồng nó có vui không? Dạ vui chứ. Ông vui chắc. Dạ. Cũng cố gắng nén lại chứ. Vậy á hả? Bên gia đình chồng có thích, có nghĩa là nhìn em á, chắc lẽ là một người Sâm á, có thấy hình Sâm á, có mất hồn không? Ông lúc mà em về thăm á là chưa có biết. Biết hình Sâm của em là chờ lúc mà đám cưới xong mới biết. Là lúc em cũng mặc váy vậy nè. Cho nên có nói gì không? Vậy thì sau khi mà cái đám tiệc nó xảy ra xong á, thì em có nghe chồng em thọ thủy á, kêu em ơi, mẹ nói là em về chắc xóa hình Sâm đi. Hoặc là lúc mà về á thì mặc áo kín lại. Trong em cũng buồn, em kêu bây giờ hình Sâm nó đâu có phải là đánh giá con người đâu anh. Nên có gì cái này để có gì từ từ em nói chuyện với má. Xong em cũng chủ động lại em gọi điện cho má luôn. Em kêu má ơi, trong nhà con ai cũng Sâm hết má ơi. Là đều là cái nó cũng là cái nghệ thuật thôi má. Xong má cũng thông cảm. Em kêu má cũng biết rồi, nhưng mà là do ở hàng xóm người ta vậy, người ta nói tới nói lui thôi con, không sao. Dạ. Nhưng mà sau này á thì em được trấn tĩnh lại ở bố chồng. Thì bố cũng có ngồi nói chuyện với em, bố tin con thì tụi con cứ sống với nhau cho nó hạnh phúc đi. Để cho người ta thấy là những cái bên ngoài đó đừng có để cái gì hết mất nhau. Dạ. Rồi sau khi cưới nhau về rồi. Dạ. Thì... đặc xấu gì không? Sao có đặc xấu? Dạ. Đặc xấu thì trước đây hình mẫu của em á thì là người đàn ông trầm tính, ít nói, nhưng mà anh này về nói nhiều quá. Nhưng mà em thích. Nói mà nói có duyên đúng không? Dạ. Nói chung là vắng ảnh trong gia đình thì nó cũng buồn. Rồi còn cái gì xấu? Còn nếu mà em thích thì đâu phải là tật xấu. Dạ. Còn cái tật xấu nữa là nếu mà hai vợ chồng có cãi nhau á thì anh cứ tâm sự, đừng có trốn ở nóc nhà để mà đi tìm. Ủa là sao chú? Là đi mỗi lần mà gây lộn là em bỏ đi hả? Thực ra là em có một đặc điểm, đúng là cái nhược điểm của em luôn, là khi mà em gặp chuyện gì nó bế tắc á thì em hay tìm chỗ nào đó em ngồi một mình, xong hết rồi em quay lại thôi. Hay là ví dụ em muốn khóc hay là muốn la gì lúc đó thì chỉ có một mình em biết thôi. Rồi xong rồi em quay lại mọi việc bình thường. Hai vợ chồng em tính chất công việc là nó giống nhau. Dạ. Thế thì có thường xuyên chia sẻ với nhau về những cái công việc mỗi ngày hay không? Nói chung là tương đồng với nhau về công việc thì vợ chồng em chia sẻ với nhau hàng ngày. Nhưng mà tụi em có hay bị mâu thuẫn về cái quan điểm, cái định hướng kinh doanh không? Chứ là mỗi người có một cái cách chăm sóc khách hàng khác nhau đúng không? Dạ có. Đó dạ. Nhưng mà có khi nào mà nói chuyện với nhau mà mâu thuẫn về cái vấn đề đó không? Dạ cũng có. Bởi vì mỗi người đều có một sáng kiến riêng, nó cái tôi cá nhân nó cao. Không ai chấp nhận được là vẫn là ý kiến tốt hơn em hoặc là dạ, em tốt hơn ai. Dạ nói chung là ví dụ có chuyện gì đó em về em trình bày vợ em hay là đưa ra cái hướng là phán xử nhiều hơn. Giống như phán chuyện đó nó như thế này, chuyện nó phải như thế kia. Chứ còn em thì em muốn là công việc nó phải phân tích với nhau, chứ không phải là đi là phán xử. Vợ em có đúng. Vợ em có hay khen em không? Dạ chưa. Không khen? Dạ vâng. Ngược lại em có khen vợ không? Dạ có mà ít. Em không phải là em không muốn khen, nhưng mà em khen cách là em giúp từ từ, hoặc để từ từ ảnh tự nhận ra. Chứ không nhiều lúc đàn ông mà người ta khen người ta quá, người ta chảnh thì sao. Hiểu rồi, nhưng mà ví dụ như chồng em thì có hay khen em không? Dạ cũng có. Vậy hả? Nhưng lúc em thì hai lần em phải khen chứ. Nhưng mà lúc em khen được khen có sướng không? Dạ sướng. Sướng. Sao em cũng khen đó. Không sướng. Khen nhưng mà khen hạn chế. Khen đẹp trai không ạ? Thương phụ nữ là vậy. Thương các bà vợ là vậy. Thôi rồi, bây giờ còn tật xấu của vợ em. Vợ em hay lẫy. Ví dụ có chuyện gì đó thì gọi là theo cách là hay là dặn cá chém thớt á. Rồi chẳng hạn nói với em vợ đang gặp chuyện đó, cái này cũng không nói. Cứ lại xong cái em mới hỏi chứ có chuyện gì nói không nói thì thôi. Cái lúc đó cái sinh ra cái mâu thuẫn. Em muốn là vợ em ví dụ có cái vấn đề gì đó thì nói thẳng với em. Có một cái nữa là em là một người chơi thể thao nhiều, em cũng rất quan tâm đến vấn đề sức khỏe, mà em thấy vợ em ấy ít quan tâm về vấn đề sức khỏe nhiều. Có khi nào mà cố tình chê cổ để cho cổ mặc cảm, cổ phải có, đi tập thể dục? Có nhiều lúc em kêu là bụng béo quá chừng. Mỗi lần vậy quạo quạo nhanh. Nhưng mà nói gì tự nhiên mình buồn không? Có buồn vậy chị hả? Béo quá cũng buồn. Buồn chứ đúng không? Có khi nào mà ông nói riết cái tự nhiên cái lúc ấy cái xong tự nhiên cái bị ngại không? Đó, ngại quá rồi chứ. Hiểu không? Tự nhiên vì cái điều đó tự nhiên cái lúc chẳng hạn gì thì mình nhớ chực lại. Thế cha ông nói mình bụng mình bự quá thôi. Thôi nghỉ. Điều. Có khi nào vậy không? Có. Có luôn đúng không? Có. Phạt đó. Dạ nhiều lúc kêu ngủ sáng ngày dậy tập thể dục cái em kêu dậy đi cho nó bớt cái bụng béo mà. Cái dậy thôi nói dặn quá xuống tủ mền ngủ luôn. Vậy
Dạ. Tôi thấy cảnh chưa? Dạ. Rồi phải tế nhị chứ, tìm cái cách nào đúng không? Dạ. Rồi giờ mong muốn thay đổi điều gì em? Em muốn vợ em thứ nhất là đừng có dặn lẫy nữa, tính phụ nữ hơn xíu, đừng có tính đàn ông quá. Nhiều lúc vợ em thấy vợ em tính đàn ông nhiều. Dạ vâng. Em đã đá banh mà. Dạ. Hay còn gì nữa không? Rồi em cũng muốn vợ em quan tâm hơn về sức khỏe, tại vì em vẫn biết rằng là khi mà mình tăng cân nhiều quá nó cũng không tốt nhiều. Đúng. Dạ vâng. Còn em? Dạ, em thì cũng quan tâm em nhiều hơn, hành động thì đừng có nói. Chứ còn chồng em thì là người đàn ông của gia đình, biết chia sẻ công việc với em. Ví dụ em về em nấu cơm thì chồng em rửa chén. Thôi vậy là hạnh phúc quá rồi, đúng rồi, mọi người cho cái cặp vợ chồng một tràng pháo tay. Có con không? Bây giờ tụi em hỏi có con thôi đúng không? Dạ vâng. Vậy thì giờ mời cái việc đó cho ông một. Rồi chúc hai em lúc nào cũng vui tươi như thế này và mau chóng có một em bé kháu khỉnh mạnh khỏe ra đời nghe. Dạ vâng. Dạ, rồi cảm ơn tụi em.